Thưa quý vị và các bạn, trong lúc mà nhu cầu vaccine đang rất là cao thì vào ngày mùng 1 tháng 8, các hãng dược như là Pfizer và Moderna đã nâng mức giá vaccine ngừa COVID-19 trong hợp đồng mới nhất với Liên minh châu Âu-EU. Dựa trên thông tin của hợp đồng, giá mới cho liều vaccine Pfizer-BioNTech với giá 19,50 euro, tương đương với 530.000 đồng, so với mức giá trước đó là 15,5 euro một liều. Trong khi đó, giá của vaccine Moderna là 25,50 euro một liều, tăng từ 19 euro trong thỏa thuận đầu tiên. Tuy nhiên, mức giá mới vẫn thấp hơn so với dự kiến vì EU mua nhiều hơn. Theo báo Financial Times, cả Pfizer và Moderna đã thu về hàng chục tỷ đô la Mỹ tiền lợi nhuận nhờ bán vaccine COVID-19. Chỉ tính riêng trong năm nay, Pfizer dự báo doanh thu lên đến 33,5 tỷ đô la Mỹ từ các thỏa thuận vaccine COVID-19, tăng hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ so với dự báo trước đó. Về phần mình, thì Moderna ước tính doanh thu đến từ vaccine COVID-19 trong năm 2021 là 19,2 tỷ đô la Mỹ.